quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Tính đến ngày hôm nay thì vườn ngô NK7328 biến đổi gen của nhà em thì đã được 24 ngày rồi các bác nhé. Thời điểm em bỏ phân thì cách đây một tuần. Cây ngô đến hôm nay thì nó phát triển như này rồi đây. Nó phải đến 25 đến 30 phân rồi nhé. Như video trước em đã nói thì em sẽ quay từng giai đoạn của cây ngô. Ví dụ như đợt này em quay xong thì tới 30 ngày em sẽ quay một video nữa để chia sẻ đến các bác nhé. Và cũng để các bác tham khảo về cái giống ngô. Qua đó thì các bác có thể lựa chọn được giống ngô tốt nhất cho gia đình mình. Đối với nhiều bác thì các bác có hỏi em có bán giống ngô hay không, thì em cũng rõ là chúng các bác có bán về cái giống ngô NK7328 đối với loại ngô lai và NK7328 đối với ngô biến đổi gen. Nó có hai loại nhé các bác nhé, một loại ngô lai bình thường và một loại là biến đổi gen nhé các bác nhé. Thì chỗ các bác thì các bác có thể ra cửa hàng về vật tư nông nghiệp và chuyên bán về các giống nông nghiệp, giống ngô, giống đậu, bắp các thứ, thì các bác có thể hỏi để xem người ta có bán giống này không nhé. Nếu mà không có bán giống này thì các bác có thể comment lại vào video của em nhé. Thì như ở video trước em đã chia sẻ thì ở chỗ em bán, nếu bán lẻ thì là 190 đến 195 ngàn một ký, dao động như vậy. Còn nếu mà sỉ thì một bao của người ta khoảng chừng 25 đến 30 ký nhé. Thì khi đó thì em sẽ hỏi giá cụ thể cho các bác nhé. Tại vì nó cũng lên xuống theo tùy theo thời điểm. Có nhiều bác cũng comment hỏi ở chỗ em thì không có giống như này, thì nếu mà không có giống thì các bác có thể đặt comment dưới video thì em có thể hỗ trợ các bác một phần nào đó về cái giống ngô này nhé. Tại vì ở chỗ em thì cái giống NK7328 này thì người ta dùng rất là nhiều, trồng khá là nhiều giống này và giống NK67 nhé. Đa phần là bà con nhân dân ở khu vực em trồng rất là nhiều nên là phổ biến. Chỗ các bác thì em cũng không có rõ nữa. Rồi, video này em xin phép chia sẻ đến đây thôi nhá. Hẹn gặp các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá.